Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nghị định 147 đe dọa tài chính và tự do của người dân. Ngày 23 tháng 11, AFA tiếng Việt có bài, người dân sắp mất cả tiền lẫn tự do vì nghị định 147. Và đây là hình bài trên AFA. Theo đó, AFA cho biết, nghị định 147 sắp có hiệu lực sẽ như chiếc đinh đóng vào quan tài, đánh dấu thêm một bước thắt chặt đối với tự do ngôn luận tại Việt Nam. Không dừng ở lại đó, ngay cả túi tiền của người dân cũng nằm trong diện bị kiểm soát. Thị trường kinh doanh qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội đã phát triển bùng nổ trong những năm gần đây. Trước thực tế đó, Nghị định 147 được xem như một bản nâng cấp từ các nghị định trước đây, mở rộng và cụ thể hóa các quy định nhằm quản lý chặt chẽ hơn trong bối cảnh công nghệ hiện đại đặc biệt nhắm mục tiêu vào các dịch vụ mạng xã hội. Theo AFA, Nghị định 147 mở rộng phạm vi giám sát về nội dung bao gồm cả nội dung trong các livestream và quảng cáo trên không gian mạng, vốn là những hình thức bán hàng online của cả triệu người. Người dùng mạng xã hội nước ngoài như YouTube, Facebook phải xác minh danh tính, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trong nước như Zalo, Jimmy phải yêu cầu người dùng cung cấp thêm số định danh cá nhân. Đặc biệt chỉ những tài khoản đã được xác minh danh tính đầy đủ mới được phép đăng tải thông tin, bình luận hoặc livestream. Ngoài ra, thông tin định danh cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ và có thể được cung cấp cho cơ quan chức năng như Bộ Thông tin Truyền thông hoặc Bộ Công an khi được yêu cầu. Và đây là hình Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. AFA dẫn lời đại diện từ Cục An ninh mạng ông Nguyễn Tiến Nam khi trả lời VTV cho biết việc xác thực tài khoản giúp cơ quan chức năng xác định danh tính thật sự, đứng sau tài khoản, hỗ trợ tốt cho quá trình điều tra và xử lý vi phạm. FA cũng dẫn lời một nhà hoạt động về quyền bảo mật thông tin cá nhân, yêu cầu được giấu danh tính vì lý do an toàn cho rằng các điều khoản về thu thập và lưu trữ cũng có vài mặt tích cực. Việc lưu trữ thông tin sẽ giúp cơ quan chức năng dễ dàng truy xuất dữ liệu khi cần thiết để điều tra các hoạt động vi phạm pháp luật, bảo vệ an toàn xã hội, dễ dàng xác định danh tính người dùng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng xã hội như lừa đảo, xâm hại, tung tin giả mạo. Tuy nhiên, cũng theo nhà hoạt động giấu tên, việc thu thập quá nhiều thông tin cá nhân sẽ vi phạm quyền riêng tư của người dùng, tiềm ẩn rủi ro nguy cơ thông tin cá nhân bị rò rỉ, bị hát, dẫn đến các vấn đề như lừa đảo, mạo danh, vân vân. Ngoài ra, cơ quan chức năng có thể lạm dụng quyền lực để truy cập trái phép vào thông tin cá nhân của người dân, gây ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận và các quyền khác. Vẫn theo AFA, một số quy định khác được đánh giá là công cụ siết chặt sự quản lý của nhà nước đối với người dùng Internet bao gồm những tài khoản bị xác định là đăng tải nội dung vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm an ninh quốc gia sẽ bị khóa vĩnh viễn theo yêu cầu của các bộ ngành liên quan. Đối với các doanh nghiệp cung cấp mạng xã hội trong nước, người dùng bị cấm đăng tải nội dung dưới hình thức phóng sự, điều tra, phỏng vấn báo chí. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. AFA dẫn lời ông B, 24 tuổi ở Sài Gòn cho rằng việc đánh đồng hoạt động báo chí với đăng bài có nội dung như báo chí là việc đánh tráo khái niệm công dân có quyền tự do tiếp cận cũng như đăng tải thông tin và chịu trách nhiệm với thông tin của mình đăng tải. Việc cấm công dân đăng tải thông tin dưới dạng báo chí là đánh đồng hoạt động báo chí cần được cấp phép với hoạt động cung cấp thông tin tự do dưới mọi hình thức của công dân. Trong khi đó, nhà hoạt động giấu tên cho rằng điều quan trọng nhất là nhà nước cần phải ban hành luật quy định rõ ràng để ngăn chặn việc lạm dụng quyền lực của các cơ quan công quyền. Những nghị định hay luật về quản lý sử dụng Internet hiện nay giống như công cụ đàn áp tự do ngôn luận trên không gian mạng hơn là để bảo vệ người dục. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Nghị định 147 đe dọa tài chính và tự do của người dân. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính cho các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm và cuộc cải cách từ thượng tầng Ngày 23 tháng 11, AFI Tiếng Việt đăng bài bình luận Cuộc cải cách từ bên trên khởi xướng bởi Tô Lâm của Doãn An Nhiên Tác giả cho biết kỷ nguyên mới là chủ trương định hướng mới có tầm chiến lược phát triển đất nước là tư tưởng của Tổng Bí Thư Tô Lâm đã được hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 thống nhất khẳng định và cần được đưa vào văn kiện Đại hội 14. Tần Tổng Bí thư Tô Lâm là người khởi xướng của cải cách để bước vào kỷ nguyên mới và Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị xúc tiến cải cách thể chế từ bên trên. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Cả thực tế và nguyên lý đều chỉ ra hầu hết các chế độ tập quyền toàn trị bởi độc đảng cộng sản có thay đổi bất thường như sụp đổ hay cải tổ lớn thường diễn ra từ bên trên đỉnh tháp quyền lực, trong đó người đứng đầu đảng có vai trò đặc biệt quan trọng từ những điều nêu trên tác giả bài viết đặt các vấn đề một là cải cách từ bên trên đã rất cấp thiết nhưng bị trì hoãn hai là những thách thức và triển vọng của cải cách lần này thế nào ba là tân tổng bí thư tô lâm thích hợp thế nào với cải cách bốn là liệu cuộc cải cách này có bền vững hay không tác giả cho rằng cải cách thể chế từ bên trên đã rất cấp thiết từ thực tế sau 30 năm tiến hành đổi mới, nhưng đã bị trì hoãn bởi tư duy giáo điều chủ nghĩa xã hội và sự lo ngại, loạn 12 sứ quân, hủy hoại sự thống nhất của đảng. Sau gần 40 năm, từ năm 1986 đến nay, đường lối đổi mới của đảng với phương châm từ dưới lên, cấp cơ sở và về kinh tế, nhưng khi sự suy thoái lớn dần, nguy cơ khủng hoảng ngày càng lớn bởi những mâu thuẫn chủ yếu giữa hạ tầng cơ sở và thượng tầng kiến trúc, ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, cải cách từ bên trên đã được ấp ủ từ lâu nhưng sẽ vô cùng thách thức, kiểu như ta đánh ta, đòi hỏi điều kiện cần và đủ, trong đó có việc nắm bắt thời cơ. Và đây là hình tổng bí thư Tô Lâm. Tác giả nhắc lại bối cảnh cấp thiết cần phải có cải cách sau 30 năm đổi mới nhưng đã bị trì hoãn bởi lý do ông Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng trường hợp đặc biệt vì quá tuổi theo quy định để tiếp tục nắm chức tổng bí thư trong nhiệm kỳ thứ hai từ năm 2016 đến năm 2021 trong cái gọi là cuộc cạnh tranh sóng gió trong nội bộ đảng với ông Nguyễn Tấn Dũng, khi đó là Thủ tướng Chính phủ. Cạnh tranh quyền lực có thể đã tạo khe cửa hẹp cho sự cởi mở đối với xã hội. Tác giả cho hay, mới đây ngày 3 tháng 11, 7 tổ chức xã hội dân sự trong nước và 32 cá nhân đồng ký thư kiến nghị gửi Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước và Thủ tướng trong đó kêu gọi xây dựng một lộ trình đổi mới lần thứ hai về chính trị sau cải cách kinh tế năm 1986. Các nhân sĩ trí thức trong kiến nghị thư cũng đồng thời kêu gọi chính phủ tôn trọng cam kết về quyền con người, ra soát và sửa đổi các quy định vi hiến và vi phạm cam kết quốc tế, cũng như cải cách hệ thống bầu cử để đảm bảo tính công bằng và minh bạch. Như thường lệ, những thư kiến nghị với chủ đề như vậy sẽ không được phản hồi, có thể lần này có những lý do riêng để không hồi đáp. Tuy nhiên, điều chính yếu là từ bản chất của chế độ. Theo đó, chế độ toàn trị, đảng, nhà nước luôn quản lý, kiểm soát dân chủ, nghiêm ngặt từ cơ sở, từ sớm, từ xa, ngăn cản các quyền tự do cơ bản được hiến định nhưng không áp dụng thực tế theo quy định của đảng. Tác giả đưa ra kết luận khái quát là dưới chế độ toàn trị bởi đảng Cộng sản, mọi cải cách từ nhỏ đến lớn phải diễn ra từ bên trên, bên trong, vào quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam là con đường dài đầy cam go ở phía trước. Tuy nhiên, tác giả lạc quan cho rằng liệu lần cải cách lần này có là một bước tiến nhanh hơn trên con đường này hay không? Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Lâm và cuộc cải cách từ Thượng Tận. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chống đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới